họ có được dòng nước. Muốn giao tranh, tối hậu thư trên người của Đại Linh, anh ta bị bắn bởi Zeke. Nhưng Đại Linh chưa lên bảng, người lên bảng rất có thể là Elliot. Và cả hai bên vẫn chưa có mạng hạ gục không. Bây giờ thì Đại Linh có mạng rồi, đó là mạng Rakan. Anh ta tiếp tục bắn rất đau vào người của Nine. Nine buộc phải về với tình huống đá quét chiến thuật. Vậy là họ mất đi cái trụ tiến hướng thả khán giả. Tôi sẽ nghĩ là họ dùng nó để đổi lấy dòng, nhưng không. Và đây tiếp tục có giao tranh, Lee Jin lên bảng đếm số. Và bây giờ thì Latina đang mang vào, anh ta trả giá lấy được mạng của Nai cho người đồng đội của mình. Rock BQ theo Latina. Elliot cũng như là Chanh đang cố gắng để thả diều tuyến bên này, nhưng hơi khó cho một con Ari khi mà ngưỡng sát thương của Chanh là chưa đủ để cân bổ. Vào không cướp được rồng và ngay lập tức phải sử dụng cho mình, đó là đồng hồ cát đến từ ai đây không. Giáp hồi sinh dành cho Roy, sau đó là đồng hồ cát. Elliot đang đánh vào mặt rất đau Đai Linh. Đai Linh đang không được bắn bởi bị truy đuổi đến tận cung bởi Game Home. Nhưng trước đó Game Home mất đi bé Chanh, và Game Home mất đi ai không, Game Home mất đi thêm cả Zeke. Và đó vẫn cứ là Đai Linh tỏa sáng ở trong một tình huống mà một con rồng. Tuy nhiên Tiplat mang về ba mạng hạ gục, nhưng bây giờ Tanh mới tới. Tanh chém chết ở Latina. Tanh mang về đâu Burger Kill, Roy bỏ chạy. Chạy có nổi hay không? Câu trả lời là có thể không nổi, và đó là Triple Kill dành cho người chơi đường đơn của Game Home. Bỏ, tôi nghĩ là bỏ thôi, bởi vì Latina muốn vào để cân 5 make highlight. Nhưng ngay lập tức Tanh tới chém cho Latina. Wow. Hiểu thế nào là cân 5, và đây là phản đòn đến từ Tanh X Lee Sin của Roy C. Đã sóng âm vào rồi lại lui ra với hộ thể. Trong đó tuyến bên này Tranh vẫn đang hôn gió lia lia. Elliot đang cố gắng bơi chiều cuối. Gokula vào bên phía Tiplat vẫn đang câu rỉa và đánh giao tranh khá hay. Gray bị hạ gục mất rồi, và có vẻ như giao tranh dài hơi thì Tiplat mới đang là người làm chủ. Roy đang muốn cực kỳ mạnh với Lee Sin, anh ta hộ thể, sau đó anh ta bấm đồng hồ cát câu kéo một khoảng thời gian, và chiêu thức của bên phía Game Home rồi hạ gục đi Tanh X. Và đó là hai mạng cho Tiplat, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến Baron bởi bên phía Game Home đã mất đi người chơi đi rừng rồi. Và dẫn đến việc là họ để mất cái Baron vào tay của đối phương. Và đó là điều tôi nghĩ. Ơi, Nai, Nai đang đi ở trong bóng đêm, còn bên này thì bơi. Elliot bơi rất mạnh, anh ta bị hạ gục, và đó là mạng cho Đai Linh. Bên này Latina bây giờ mới tới và Dropper Kill dành người chơi xạ thủ Tiplat. Game Home mất bình tĩnh trong những giai đoạn quan trọng và tan vỡ với ba mạng hạ gục. Bên này sau giáp thiên thần tôi nghĩ rằng khó mà về được không. Anh ta vẫn đi được, nhưng đó là đi về phía sau. Người đang muốn truy đuổi theo đó là Roy. Thấy một sự hiệu quả, còn Goku đứng dịch chuyển, và anh ta dịch chuyển về được trước mũi tấn công của đối phương. Điều đó cho thấy rằng Game Home đang tỏ ra tương đối là vất vả. Tanh X lao vào, anh ta dùng tối hậu thư lên người Latina. Latina trả lại một chiêu quét đau đớn hơn nhiều. Elliot đang bơi giữa giao tranh, Roy đồng hồ cát, và điều quan trọng là Dai Linh của Tiplat vẫn đang bắn. Anh ta bắn cả thế giới của Game Home, còn Game Home thì bắn vào mặt của Dai Linh. Tuy nhiên thì có vẻ nhiều đó là không đủ, Dai Linh vẫn còn đó là tốc biến, còn đó giáp thiên thần. Họ thành công lui về thành công, và đó một dùng giao tranh lấy 1-2. Bên Game Home có lợi thế hơn một chút xíu. Họ có mạng của Dyna rồi, họ muốn ăn Baron hay muốn đẩy thẳng vào nhà chính? Và đó là một tình huống đã nổ long cước bay ra cái này vào. Anh ta trừng phạt không cướp được Baron, và đây là tối hậu thư được dành cho Dai Linh. Câu kéo thời gian cho ba thành viên còn lại lấy mạng của Goku và tiến thẳng vào nhà chính của Tiplat. Nhưng Tiplat có Baron, họ sẽ về rất nhanh. Còn bên này thì Dai Linh vẫn đang bắn rất đầu và mang về giáp thiên thần của Nai. Blue Band vỗ mặt của Dai Linh. Ở phía bên này Game Home chưa lấy được, bởi chắc chắn với Baron này Glory cũng như là Roy sẽ thủ được trước đợt đẩy này của Game Home. Thậm chí rằng Game Home còn để lại một cái xác ở đây nữa. Tanh X, anh ta có độ cơ động nhất định ở đây, nhưng Roy C đang không muốn cho Tanh X về nhà. Ui. Và người nằm xuống trong tình huống này chính là vị trí của Tanh X, cùng với Elliot đã nằm xuống tình huống trước đó. Và bên phía của Game Home họ mất đi 3 người. Đúng mà, mặc dù đã có tốc biến, tuy nhiên Nai đã không trừng phạt tốt bằng đối phương. Và bây giờ với Baron, Chanh đang về với một lượng máu cực kỳ đang bị đốt. Và Chanh chắc chắn bị hạ gục, mạng dành cho ai mà thôi. Chanh đi rồi ông giáo ạ. Còn bên này thì người đang được bắn đó là Zeke, nhưng đối phương có bùa lợi Baron 3. Và Tiplat bật kèo, không, nói đúng hơn là họ đi đúng đường, chỉ là họ hơi bị sơ suất ở trong Baron 2 mà thôi. 1-0 cho Tiplat. Zana ra để cấu rỉa, còn cần ai thì vẫn cứ đi ra rồi lại đi vào. Con rồng này đang thực sự mệt rồi, nó có thể sẽ mệt chết trước khi mà hai đội ăn được nó. Và đây là dây chuyền chữ thập để hồi máu cho Zeke và hồi máu cho Elliot. Bên phía của Tiplat đang là nửa dưới bản đồ, nhưng Latina anh ta đang bị cô lập, anh ta ở tuyến sau. Bây giờ anh ta mới đến, chiêu cuối là không đủ dài, và đó là rồng dành cho bên phía của Tiplat với trừng phạt tốt hơn đến từ Joyce. Tối hậu từ Joyce có thể sẽ bị hạ gục bởi Nai. Tay kích đang là bắn Goku đang quá thấp máu, tốc biến về được. Và bên phía Game Home có một mạng hạ gục, nhưng họ mất rồng lửa. Còn về khoảng thời gian cuối, tôi đánh giá đội hình của Tiplat một phần nào đó được cho là lợi thế hơn một chút xíu khi mà Chanh với Zeke đã bị giảm sức mạnh, và Chanh là người được chọn. Chanh đang bị trụ bắn bên này, Zeke đang là đơn mục tiêu, anh ta bị hạ gục bởi người chơi đi rừng của Tiplat. Nhưng Game Home thành công để thả sứ giả và san bằng công trình. Mình dập con cá mập, và liệu rằng con cá hơi mập này trong tay của Goku có phải nằm xuống hay không? Đây, anh ta sẽ bị đóng tối hậu đi thẳng vào mặt và chưa nằm xuống, vẫn đang cố gắng cò cưa. Nhưng cuối cùng thì thành công dành cho bên phía của Game Home, và điểm bạo lực dành cho Tanh X. Toàn đồng ý lúc trên còn đang cao, và Game Home thì họ không có được lợi thế để bước vào con rồng này. Latina đang ở tuyến sau và có chiêu cuối cùng với chiêu ra. Và Poker hai thành viên dành cho bên phía của tuyển Game Home, các thành viên Tiplat họ chắc chắn sẽ có con rồng đất này.
một pha di chuyển lỗi từ thành viên của Game Home. Nước ở trong trận đấu này khi 30 giây nữa thì Joycy mới hồi sinh. Dòng đất, dòng lửa đã thuộc về Team Flash và bây giờ là thời điểm mà dòng nước đang có trên bản đồ. Và các thành viên của Game Home cùng với Team Flash lại lần nữa muốn giao tranh. Tối hậu thư Glory là người được chọn, Zack đang lao vào, anh ta sử dụng cho mình thảm lửa băng về nửa bên kia của bản đồ. Anh ta bắn được thành công và người chơi hỗ trợ. Có thêm siêu bom địa ngục, Letina bị hạ gục, mất tới 4 thành viên ở trong tình huống này và Goku bị hạ gục. Quyết sạch cho Game Home và họ mang về con rồng nước, thậm chí họ có thể nghĩ đến cả Baron. Và Game Home bỗng dưng lại quay trở lại rất mạnh mẽ trong một tình huống mà Team Flash đã bắt lẻ lỗi. Bây giờ đến cuộc chiến của trừng phạt. Roy đang ở tuyến bên này, anh ta lao vào, anh ta đá nộ long cước, anh ta có một mạng hạ gục, anh ta băng vách, anh ta cướp Baron. Và đó là Roy Sin chưa đi dùng Team Flash bên này, Roy Sin băng về được, anh ta không bị hạ gục. Và đó là đau đớn cho bên phía của Game Home, thậm chí rằng cung ánh sáng nó còn hạ gục thêm cả rách xạ thù của Game Home nữa. Nếu không thì Roy sẽ cướp đi của bạn mọi thứ. Đúng. Và bây giờ thì lính cả ba đường đẩy vào, nó được cúp một loại Baron. Bên phía của Team Game Home đang cố gắng để xoay sở, họ mất đi chủ ở đường giữa, họ đang muốn đánh nhau ở trong cái thế trận này. Họ đánh nhau, họ lấy được mạng của Letina, nhưng đó là tank X đang tương đối thấp máu. Elliot sử dụng cho mình chiêu cuối và cứu được mạng tích, có mạng của Lee Sin. Bên phía của Game Home lại quay ngược trở lại, họ có thêm mạng hỗ trợ bên phía Team Flash. Và đó là một pha Team Flash thành công mang về một đường lính sâu cấp nhưng trả giá bởi ba mạng. Rất may mắn là ở trong tình huống này thì những thế lính vẫn đang khá bất lợi cho Game Home, thì cả ba đường được đẩy vào là quá cao. Họ đang bằng mọi giá để thủ, họ đang muốn giao tranh hơn người, họ đang muốn bắt lẻ. Nhưng ở nhà thì Joycy một lần nữa đang biến nhà của Game Home trở thành cái chuồng lợn. Dailing đang bắn cả thế giới, anh ta bắn hoàn của tranh và Goku tới để tanh cho Dailing. Và ở nhà thì Tank X đã thủ được trước Joycy rồi, nhưng ở nửa dưới bản đồ thì Game Home tàn vỡ. Và đó là có lẽ cũng sẽ lên bảng điểm số. Tình huống Joycy đã rất chuẩn xác bay vào và rất chắc chắn lên bảng điểm số trong tình huống này. Còn lại một cái Tank X và cái trụ của công phương phía dưới cũng đã đổ. Nhà chính của đội tuyển Game Home đang chống hoang ở đây và không có ai có thể cản bước các thành viên Team Flash cả. Thì Tank X cũng đã nằm xuống và 2-0 với Team Flash. Hai có một sự va chạm gì đó ở khu phía dưới của bản đồ hay không? Glory dựng tối kiên cường nhưng đó là Nai vào với lăn bụng tạo ra một tiền đề rất đẹp, tốc biến theo. Hơi tiếc là mạng lại dành cho hỗ trợ nhưng không sao, Tranh có thêm một mạng. 2-0 theo Game Home và Letina bằng tất cả mọi thứ để chạy. Nhưng Tranh muốn ám sát theo, anh ta có bùa đỏ, Zack đã di chuyển tới. Ví dụ như là phép bổ trợ là thời gian của chiều đối phương. Và dòng đất dẹp Game Home hay không? Bên này lên la dùng chiều cuối. Một tình huống tiếp tục là trừng phạt xịt đến từ người chơi đi rừng bên phía của Game Home. Và người cướp được con rồng này dành cho Team Flash thì không phải Joycy mà đó là Letina. Nai rất hay nhưng trừng phạt của Nai rất tiếc. Anh ta trừng phạt hụt khá nhiều rồi và ngày hôm nay cái trừng phạt này của Nai, tôi nghĩ là anh ta nên bỏ nó khỏi cái màn hình điện thoại của mình. Còn đây là Zack. Zack bị phát hiện đang biến về. Zack tốc biến không lại. Zack bị kiệt sức. Zack đang đứng im đợi chờ lên bảng điểm số. Mạng đầu tiên là Team Flash. Thi đấu con rồng thứ hai của trận đấu là con rồng gió, một con rồng nó có thể sẽ mang lại sự tranh cướp ít hơn so với rồng trước đó. Cản biến về, tanh quay ngược trở lại bật chiều cuối chơi luôn, thêm cả thiêu đốt chém điều yếu. Nhưng đây là 2-1, cuộc tình này xuất hiện người thứ ba nhưng Tank X cần cả hai và anh ta né chiều cuối của Letina. Anh ta chém nhưng anh ta bị lính bắn. Và đó là một pha tí thì cần được hai nhưng không sao, đó là một pha 1-1 mà thôi. Team Flash hay không chúng ta sẽ chờ xem. Hay không, đó là chiều cuối 2000 máu và giao tranh nổ lại trừng phạt. Lần này không hụt nữa rồi, bên phía Game Home có con rồng gió nhưng người đang bị bơi giữa đối phương đó là Nai. Nai anh ta bị hất tung, Roy đang lao vào, anh ta cực kỳ cứng với chiều cuối. Letina vẫn đang lựa góc và đó là chiều cuối dèo Tank X. Tank X đang quá thấp mà anh ta không thể bắn nổi. Tranh đang cố gắng bơi múa với ám sát nhưng ta bị làm choáng bởi nội tại của Ram. Và Joycy đang thực sự là quá khỏe nhưng trâu rể lâu cũng chết. Và bây giờ Game Home quay trở lại với Zack. Zack được bắn nhưng bên kia thì Dailing anh ta bắn cũng rất khỏe để mang về thêm những mạng hạ gục cho Team Flash. Còn bên này vẫn đang muốn thả diều nhưng đây chỉ là 2-3 mà thôi, và tôi nghĩ rằng Game Home nên về ở thời điểm này. Họ hết thời gian, họ bước một cái thả thôi. Và hiện tại thì có đánh nhau. Tank X vẫn đang đứng đẩy một mình ở đây, có 5 người. Tank X lên đấy thì cũng đã muộn rồi. Một người nằm xuống đó là vị trí của Tranh. Và người đang bị truy đuổi đó là xạ thủ bên phía tuyển Game Home sẽ nằm trong tình huống này. Trong khi đó ở đây thì Joycy đang chắn hết. Và một cái phi đao nhiễm khuẩn vào người của Elliot. Nhưng các thành viên bên phía của Game Home cũng đã lui đi. Kai Sa của Zack, tôi nghĩ là Kai Sa thì chưa thể đến mùa được. Tank X tới, đang muốn đánh Goku. Goku bỏ Tank X đánh trụ và tại Goku có được trụ. Rồi sau đó anh ta đu dây về nhưng Tank X không cho về. Anh ta đang chém vào điểm yếu của Goku. Goku có một hài phục của Tank X. Tank X đang là người thấp máu hơn và Tank X hết chiêu cuối. Anh ta vẫn đang lẫn lộn sử dụng phản đòn. Goku dùng tối hậu thư tốc biến bỏ chạy. Tank X đang truy đuổi theo. Hai bên liên tiếp tốc biến, hai bên tiếp tục solo kill và người giành thắng lợi là Goku ở trong phát đá cuối cùng của mình. Lẽ từ nãy giờ họ làm điều này rất nhiều nhưng họ luôn bắt lẻ nhầm vị trí và đây là một tình huống dịch.
và có cá mập di chuyển vào. Và đó là Gragas. Anh ta bốc hơi, Elias dùng chiều cuối gói hàng được bay. Và Dailing đang bắn, sử dụng đồng hồ cát nhường lại sân khấu đồng đội của mình. Tankic đang gắng chém Dailing, chém được Dailing rồi. Bên kia Zach được bắn nhưng bắn không thấm cho lắm. Tranh đang bơi, Tranh ám sát, sau đó Zach lại là người vào chết theo Tranh. Sau khi Zach chết xong thì Tankic lao vào chết, Tank chết xong lại đến Tranh già. Và đó là quét sạch dành cho game home. Còn một mình Kermiu của Goku thì vẫn đang đi dặm chơi trên bản đồ này. Và Team Flash sẽ có được chiến thắng sau cái trận thi đấu thứ 3 này, một trận thắng toàn vẹn 3-0 cho Team Flash. Hoàn toàn đồng ý, trận thi đấu đầu tiên Team Flash tỏ ra 27 phút có chiến thắng. Trận 2 ngắn hơn và trận 3 nó còn ngắn nữa. Như vậy điều đó đồng nghĩa với việc là Team Flash đã bắt bài rất là nhanh cái đội hình của game home và cho thấy được cái sức mạnh.